Các bạn ơi, đây là thành phẩm của cái món phở chiên ăn kèm với thịt bò. Phở này người ta gọi là phở chiên theo thái sợi ấy các bạn. Đó thì nó sẽ rất là giòn và ngon. Ở đây thì mình đã chiên được một lát rồi nhưng nó vẫn giữ được cái độ giòn. Và ăn kèm với cả rau thì có rau cải này, rau hành tây này và cà rốt ăn rất là ngon kèm với cả thịt bò các bạn nhé. Thịt bò nóng hổi và phở chiên thì giòn tan luôn. Và mình mời các bạn vào bếp để làm cùng với mình cái món này các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món phở chiên nổi tiếng ở Hà Nội các bạn nhé. Đây là cái món ăn vặt mà tất cả các bạn nhỏ các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món phở chiên ăn với cả thịt bò các bạn ạ. Cái món phở chiên cái món phở đây như là một cái món phở bò nhưng nó tái chế, đó là phở này chúng ta không cứ nhúng canh mà chúng ta chiên phồng nó lên ăn cùng với sốt thịt bò và kết hợp với rau cải ngọt này, đây là hành tây, cà rốt và tỏi ăn kèm rất là ngon các bạn ạ. Và để làm cái món này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 1 kg bánh phở nhé và nửa cân thịt bò. Nếu như mà các bạn muốn ăn nhiều hơn thì các bạn có thể dùng nhiều hơn. Rau cải thì tùy các bạn muốn ăn nhiều ít rau, đó là tùy. Một củ cà rốt, một củ hành tây và một củ tỏi lớn các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cái món này. Trước hết thì mình sẽ thái cái phần bánh phở trước. Chúng ta có hai cách để thái bánh phở các bạn ạ. Thứ nhất đó là các bạn sẽ thái thành những cái sợi dài cho mình. Trước hết là mình sẽ thái bánh phở thành những cái sợi dài nhé. Đây, các bạn thái cho mình thành những cái sợi dài và nó mỏng thôi, tầm 0,4 hoặc là 0,3 cm thôi hoặc 0,2 cm tùy. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua một bên và lát nữa chúng ta sẽ gỡ sau nhé. Và đây là cái phần bánh phở. Bánh phở này thì các bạn sẽ chia cho mình thành mình sẽ thái thêm một chút vào phần tầm này. Đó. Còn lại thì các bạn sẽ chia cái phần bánh phở này ra làm 4 cho mình nhé. Hoặc là nếu mà các bạn thích ăn nó nhỏ nhỏ thì chia ra làm 3 đi. Các bạn chia cái phần bánh phở này ra thành những cái hình vuông nhé. Đó, cho nó nhỏ nhỏ, xinh xinh. Còn nếu mình muốn ăn miếng lớn ấy, thì các bạn sẽ chia thành những cái miếng lớn cho mình. Nữa để chúng ta gỡ sau nha. Các bạn cứ để cho mình khoảng độ mỏng mỏng thôi, khoảng tầm 3-4 lá phở các bạn gỡ ra cho mình như vậy để chúng ta đem chúng ta chiên. Đó, cứ 3-4 lá phở một cái nhé. Và lát nữa khi nào mà chúng ta chiên ấy thì các bạn gỡ sau cũng được, như vậy nó đỡ bị dính vô nhau. Rồi, tạm thời mình để qua đây đã nha. Các bạn có thể thái chiều dọc nhưng còn mình thì mình thích cái sợi nó vừa phải, nó không quá là dài thì mình thái theo cái chiều này. Sau khi mà thái bánh phở xong thì bây giờ các bạn sẽ thái cái phần nguyên liệu nhé. Phần thịt bò này thì các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng vừa ăn nhé.
Sau khi mà các bạn đã làm xong rồi thì các bạn sẽ thái cho mình cái phần hành tây nhé. Riêng với cái phần hành tây này thì sau khi thái xong á, thì các bạn sẽ cho ngâm ngay vào một cái chậu nước cho mình nhé, để cho nó có cái độ giòn của hành tây. Và khi thái hành tây thì các bạn nhớ là mình thái chết chết ra nha, nếu không là nó sẽ rất là cay và làm mình bị chảy nước mắt đấy. Đây, các bạn cho luôn vào chậu nước cho mình một cái này nha, để cho nó giữ được cái độ giòn và nó giảm bớt cái vị hăng, thì khi mà các bạn ăn các bạn sẽ thấy là cái hành tây này nó ngọt và nó giảm bớt đi cái vị hăng của hành các bạn nhé. Cà rốt thì các bạn sẽ dùng cái bào ấy, các bạn bào cho mình thành những cái miếng vừa ăn như thế này, để mình có được cái sợi dài. Đó, sợi dài mảnh. Bạn chỉ lấy cho mình từng này thôi nha. Tỏi các bạn sẽ đập dập vào băm nhỏ. Các bạn băm nhỏ, các bạn cho một phần vào cái phần thịt bò, còn lại một phần thì lát nữa chúng ta sẽ xào nhé. Rau này thì đối với rau cải này thì các bạn sẽ nhặt cho mình cái phần lá dài. Đó, các bạn nhặt cho mình cái phần lá dài thôi, còn cái phần cuộn thì các bạn bỏ đi. Và các bạn nhớ là với cái món này thì rau cải chúng ta sẽ nhặt theo cái chiều lá như thế này để giữ được cái độ dài cho lá. Sau khi mà các bạn nhặt xong phần rau này thì các bạn rửa sạch đi cho mình nhé. Và ở đây thì mình sẽ ướp cái phần thịt bò luôn, để cái món ăn của chúng ta vừa vặn và thịt bò được mềm. Thì khi mà ướp thịt bò các bạn sẽ cho thêm một chút xíu dầu ăn vào nhé. Các bạn cho dầu ăn vào thì cái thịt bò nó mềm lắm, nó không có bị dai và cứng khi mà các bạn nấu xong. Chút xíu muối trộn đều lên nha. Các bạn tách ra cái phần bánh phở này ra cho mình nhé. Bạn tách ra để cho nó mỏng mỏng một chút chứ không để dày như vậy. Đó, 2-3 sợi. Rồi mình tách xong mình để riêng ra một chỗ nha. Sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhé, sau đó các bạn cho nhiều dầu vào để mình đem mình chiên cái bánh phở. Sau khi mà các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu mà các bạn thấy nó nóng như thế này rồi thì các bạn sẽ cho cái phần bánh phở vào để mình chiên nhé. Phần bánh phở các bạn đã bóc ra, các bạn chiên nhiều dầu thì cái phần bánh phở nó sẽ vàng đều hơn nha. Sau khi mà các bạn thấy cái phần dưới dưới nó hơi vàng vàng thì các bạn nhặt ngược lại cho mình nhé. Khi mà các bạn chiên thì các bạn chiên cho mình ở lửa lớn để cho dầu nó không có bị nóng ngược trở lại vào cái bánh phở nhé.
cho nó giòn giòn đều hết cả hai mặt lên thôi. Khi mà các bạn thấy nó giòn như thế này rồi thì các bạn sẽ để ráo dầu và chúng ta gắp ra ngoài nhé. Mình phải để cho nó thật là ráo dầu các bạn nha. Sau khi mà nó rắc hết mỡ như thế này rồi thì các bạn sẽ cho ra một cái đĩa nhé. Và mình chia nốt cái phần còn lại nha. Khi mà các bạn cho vào các bạn sẽ thấy nó bùng lên rất là nhiều này. Sau khi mà các bạn chiên xong cái phần kia rồi thì các bạn sẽ thả cái phần bánh phở Thái Dương này nhé. Để chúng ta chiên phần nó lên nhé. Sau khi mà các bạn đã chiên cái phần bánh phở này xong rồi thì bây giờ mình sẽ đem thịt bò đi mình xào các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp lên nhé. Các bạn đổ bớt dầu đi, sau đó cho cái phần thịt bò vào để chúng ta xào. Các bạn xào chín luôn cái phần thịt bò này cho mình nhé. Khi mà các bạn xào cho mình cái phần thịt bò này chín rồi thì các bạn sẽ đổ riêng cho mình ra một cái tô nhé. Các bạn sẽ cho riêng ra một cái tô. Sau đó các bạn rửa sạch chảo nhé và cho vào đây dầu ăn. Các bạn cho cái phần tỏi vào, các bạn phi thơm lên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần hành tây vào, các bạn bỏ hết. Hành tây nó lâu chín bởi vì là nếu mà các bạn mà muốn ăn nó không bị hăng ấy thì các bạn sẽ phải nấu chín cho mình. Tiếp nữa thì các bạn sẽ cho đến cái phần rau cải nhé. Cái này là mình nấu cho 4 suất ăn đấy các bạn. Thì
thịt bò thì dùng nửa kg, còn lại cái phần rau như thế này là dành cho cấp 4 người ăn. Sau khi mà các bạn cho cái phần rau cải và nó chín tái rồi thì các bạn cho nốt cái phần cà rốt vào cho mình nhé. Cho nốt cái phần cà rốt này vào. Các bạn đảo qua để cho cái phần cà rốt này nó tái bớt thì chúng ta sẽ nêm gia vị nhé. Nêm làm sao vừa ăn nhạt nhạt thôi thì nó ngon hơn là so với các bạn ăn mặn nhé. Khi các bạn thấy cái phần nguyên liệu này nó chín rồi thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình và cho vào cái tô nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng đi thưởng thức món này nhé. Đây các bạn ơi, đây là toàn bộ cái phần thành phẩm sau khi mà mình làm xong đây. Bây giờ muốn ăn cái món này thì các bạn sẽ gắp cho mình cái phần thịt bò này, rồi đến cái phần rau lên phía trên và dưới cái nước sốt bò và nước sốt rau lên phía trên các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã có một cái món ăn rất là ngon rồi đấy. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần thịt bò lên phía trên này, sau đó các bạn ăn kèm với cả rau. Đó, như thế này thôi là chúng ta đã có một cái món rất là ngon rồi. Có thịt bò này, có rau này. Đó, và các bạn dưới cho mình một chút nước sốt lên. Nước sốt bò. Đó, các bạn dưới nước sốt lên như thế này là chúng ta đã có một cái món rất là ngon và hấp dẫn rồi các bạn ơi. Và cái món phở chiên phở cũng vậy các bạn nhé. Các bạn làm tương tự cho mình như vậy nha. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn sẽ làm thành công cái món phở bò chiên như thế này các bạn nhé.